thương cho con người đang lang thang ô nhớ lạc lối. Trần gian bao điều gian do hư vọng khiến cha đau xót khôn nguôi. Ngài mong muốn con buồn chiều về thay cho thế chuộc mua mỗi linh hồn người về lên Chúa nhận lấy ơn trời xưa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.